Con mèo trèo cây cau. La 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 la. Trời cao cao, mây trắng trắng, nắng vàng hoe gió thổi vi vu. Ngày hôm nay trời mới đẹp làm sao. Đừng đừng đừng, anh Cuốn ơi, anh Cuốn không được ngửi hoa đâu. Anh Cuốn mà ngửi hoa là hoa sẽ mọc thành quả đấy. Lại là chú mèo con định trêu ta đấy à? Tôi nói thật mà, không tin anh cứ đợi nửa năm sau mà xem. Đúng là cái đồ ngốc nghếch. Cái đồ tinh nghịch, để ta mà bắt được mi thì biết đây. Leo 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 leo, hãy đợi đấy, cái đồ chậm chạp, mi không bao giờ bắt được ta đâu. Leo leo. Ta đùa thôi, chứ thật ra ta thấy chú mèo con nhà ta thật đáng yêu. Tôi nào nói dối mèo con đâu, không những đáng yêu mà lại còn rất chăm chỉ, biết điều nữa. Ai mà cũng như mèo con á thì ai ai cũng yêu quý. Ta là ta thấy mèo con tuyệt vời nhất trong tất cả các loài vật. Chú thật nói đúng với lòng của ta. Đúng, ta là con mèo con đáng yêu. Ta là mèo con xinh đẹp, ai nhìn ta cũng yêu cũng quý. Thích quá, thích quá đi. Thích quá. Mèo con thông minh này. Giờ tôi buồn ngủ quá à. Không biết mèo con có thể giúp ta trong nhà cho ông chủ không? Việc này đơn giản lắm, mèo con thông minh chắc chắn làm rất tốt. Chỉ cần mèo con thấy ai lạ gọi tôi là được rồi. Tất nhiên rồi, mèo con ta đáng yêu chăm chỉ mà. Chú cứ đi ngủ đi, việc trong nhà cứ để mèo con lo. Chỉ có mèo con mới có thể giúp bác thôi. Cảm ơn mèo con nha, ta ngủ giấc ngắn thôi. Trời sẽ dậy trong nhà cho mèo con đáng yêu đi tung tăng. Cái nhà tí hon lâu lâu không làm lại là tại chú dế không chăm chỉ như mèo con mà. Này mèo con nhẹ cái chân thôi, tốt nhất là đừng có nghịch như vậy nữa, cẩn thận làm hỏng ngôi nhà của tớ đấy. Trời ạ, sao dế rất khó tính thế, phải đáng yêu xinh đẹp như mèo con chứ. Như vậy ai cũng quý, ai cũng thương. Tuyệt vời nhất thế gian này. La la la, la la la. Đúng là một chú mèo ưa nịnh nọt. Đôi khi người ta nói chỉ muốn có lợi cho bản thân họ thôi mèo con ạ. Họ không nói thật đâu. Mèo con... Hả? Dế lại đi ghen tị với tớ chứ gì. Không ai khen cậu nên cậu đâm ra ghen ăn tức ở chứ gì. Hả? Thật là xấu tính quá. Từ bây giờ tớ không chơi với bạn nữa đâu. Cháu mèo con hay đi ăn quà, mãi chơi lắm, chú hay chơi ngoài vườn. Ngày mai chúng ta lại đi chơi tiếp nha. Chứ giấy chất đáng ghét, làm tớ mất hứng rồi. Mèo con và chú khỉ ơi, nghe ta dặn này, ta đi ra ngoài có chút việc. Các ngươi cùng với chó không được nghịch ngợm nhiều, mà làm nhà cửa bề bộn. Nếu không ta sẽ phạt đó, nghe chưa? Dạ, ông chủ cứ yên tâm, mèo con ngoan ngoãn mà. Vậy là không còn ai quản chúng ta nữa, chúng ta được tự do nhảy múa rồi, thật là vui sướng biết bao. chú khỉ ơi, tôi thấy có mùi gì thơm lắm á, hình như là... À, ta biết rồi, ở bếp, đậu phộng rang là đậu phộng rang. Ôi, đậu phộng rang vừa ngon và thơm, nhưng mà bếp lửa nóng thế kia, làm sao mà lấy được nhỉ? Mèo con là kẻ chỉ thích tình nọt, ta chỉ cần nói vài câu là không cần vất vả lấy đậu phộng mà vẫn được ăn ngon lành. Mèo con ơi, ở nhà này bạn là người thông minh nhất này, chăm chỉ nhất này, bạn cũng tài giỏi nhất và vô cùng đáng yêu nữa. Bạn chịu đậu phộng ra rồi, chúng mình cùng ăn đi. Chú khỉ nói chỉ có đúng thôi à, ta thông minh nhất, ta tài giỏi nhất. Được rồi, để mèo tài giỏi ta lấy đậu phộng nào. Để yên ở đây, lát hai ta cùng ăn nhé. Nóng quá, nóng quá. Nhưng mà bây giờ mình kêu lên thì thật là mất mặt. Thôi, phải cố lấy chút đậu phộng nữa cho chú khỉ biết tay. Làm mèo con à, hôm nay ta bắt quả tang rồi nha. Hóa ra dám ăn vụn đậu phộng mà. Không, không, không phải mèo con ăn mà là chú khỉ ăn á. Lại còn dám cãi à? Ở đây chỉ có ngươi thôi, những hạt đậu phộng thì biến mất.
Chẳng phải là ngươi đã ăn hết hay sao? Hôm nay ta phải phạt ngươi thật nặng cho nhớ đời. Là chú khỉ, là chú khỉ đã lừa ta. Ta vất vả khều đậu phộng, nóng rát cả bộ râu, vậy mà ta không được ăn hạt nào. Mèo con à, giờ thì cháu đã biết những kẻ nịnh hót luôn tìm cách lợi dụng lòng tốt của người khác rồi chứ. Cháu đã bị lời khen của khỉ tinh ranh mà lấy đậu phộng cho khỉ ăn, để rồi bị phạt. Cũng như lúc trước, chỉ vì chó nịnh nọt vài câu là cháu trong nhà cho chó, trong khi đó là nhiệm vụ của nó. Qua lời dạy bảo của bác gà trống, mèo con đã học được bài học quý giá rằng tin những lời nịnh hót của người khác sẽ gây họa cho chính mình. Sáng chế mới nhất. Như vậy chắc là đủ rồi. John ơi, John. Tôi đây ạ. À, ông chủ có việc gì sai bảo? Cậu đi đặt thêm số lượng này cho tôi. Tuần sau sẽ có lễ hội diễn ra. Ta đã đăng ký một gian hàng ở hội chợ. Đây là một cơ hội làm ăn rất tốt cho chúng ta. Liệu chúng ta có đang liều quá không ạ? À? Tôi chỉ e... Phải liều thì mới thắng được. Anh cứ làm theo những gì tôi dặn đi. Dạ. Nhớ lau bàn và xếp ghế cho ngăn nắp vào nhé. Mà số thịt ta dặn đã mang về hết chưa? Dạ, tôi đã làm đúng theo lời dặn của ông chủ ạ. Ừ, tốt lắm. Mời, mời mọi người vào thưởng thức món bích tết cùng bánh mì thơm ngon nóng hổi của quán chúng tôi ạ. Mùi bích tết thơm ngon quá. Chúng ta vào ăn nha. Nhưng nếu vào đây ăn thì sẽ rất mất thời gian. Mà lễ hội có nhiều trò chơi hay lắm. Chúng ta mua bánh mì thôi. Ông chủ bán cho tôi 3 chiếc bánh mì nhé. Dạ. Sao số lượng khách vào quán ít như vậy cơ chứ? Ông chủ, tôi nghĩ quán chúng ta quá xa lễ hội. Mà mọi người đều muốn đi tham quan, nên có lẽ chúng ta phải thay đổi phương thức thôi. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Tôi có ý này. Hay là chúng ta sử dụng những chiếc đĩa giấy để đựng bích tết thay cho đĩa sứ. Như vậy mọi người có thể mang đi xa. Đó không phải là một ý kiến hay. Vì mỡ dính ở bích tết có thể thấm ra giấy, sẽ làm giấy bị ướt. Nhưng thôi, cứ làm theo ý cậu đi. Vì tạm thời cũng chưa nghĩ được cách nào tốt hơn. Hôm nay lượng khách vào vẫn ít vậy à? Dạ, vẫn thế thôi ạ. À, đã mấy ngày trôi qua rồi, không nhẽ ta bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế này sao? Chắc ta sẽ phải bán rẻ lại số thịt bò đã mua để gỡ lại vốn thôi. Ghét quá, cứ có người cắt vụn bánh mì ra vương vãi khắp ra cả nền nhà. Bẩn ơi là bẩn. Anh nói sao? Cắt vụn bánh mì ra ư? Dạ, một số người vẫn có thói quen như thế ạ. À, họ bảo ăn như thế ngon, bánh lại không bị khô. Vậy hả? Tôi cũng muốn thử. Anh hãy cho tôi một chiếc bánh mì cùng đĩa bích tết ra đây nhé. Dạ. Dạ, cũng ngon đấy. À, có cách rồi. Miếng thịt này dày quá, phải thử lại mới được. Dạ, cũng ngon đấy. John ơi, lại đây thử món bánh mì mới của ta nào. Nhìn nó hấp dẫn quá. Ông chủ, tôi thấy chiếc bánh này thiếu thiếu vị gì đó. Nếu ăn nguyên thịt như thế này sẽ bị ngấy ạ. Đúng rồi. Thật tuyệt. Chiếc bánh kẹp thịt này hòa quyện giữa vị béo ngậy thơm ngon của thịt cùng với sự tươi mát của rau lại không bị khô. Quả là một món ăn tuyệt vời. Chúng ta vẫn sẽ bán được cả thịt bò lẫn bánh, mà khách lại có thể mang đi khắp nơi. Trông rất ngon đấy ông chủ. Cảm ơn anh, chúc anh ngon miệng. Cho tôi 3 ổ bánh mì kẹp thịt đi. Có ngay. Sáng tạo luôn được nảy sinh từ trong khó khăn đã giúp quán ăn của cha Li Na Rin đắt khách nhất mùa lễ hội năm đó. Cha Li Na Rin là người đã đặt dấu ấn quan trọng cho chiếc bánh hamburger. Và về sau, chiếc bánh này đã trở nên thông dụng trên khắp thế giới, trở thành một món ăn được rất nhiều người ưa chuộng, vừa nhanh, ngon lại tiện lợi.
công việc của cha mẹ. Hôm nay lại bán không hết củi à mình? Ừ, dạo này đang vụ nông nhàn, dân họ cũng đi kiếm củi nhiều, thành ra bán chậm lắm. À, mà thằng Tí đi học về chưa? Con chào ba mẹ. Con đi đâu mà về muộn thế, lại còn mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia? Dạ, con đi chơi trận giả với mấy đứa trong làng ý mà. Hôm nay chơi vui lắm, vèo cái trời đã tối rồi. Ham chơi quá, chả lo học hành gì cả. Con không nên theo bạn bè chơi bời suốt ngày như vậy. Ờ, thì con biết rồi. Mẹ ơi, mẹ nấu cơm xong chưa? Con đói rồi. Cơm nước xong xuôi cả rồi đây. Rửa tay đi, chuẩn bị ăn thôi. Dạ. Mà mẹ ơi, thằng Tèo nhà bác Tư ấy, rõ là sướng. Ba nó hôm rồi lên huyện, mua cho nó bộ quần áo rõ là đẹp ấy. Rồi cả đôi dép mới nữa chứ. Mẹ, mẹ mua cho con một đôi dép mới đi. Con trai, đợi đến năm mới, ba mẹ sẽ mua quần áo và dép mới cho con. Nhà ta không dư giả gì, nay mua cái này, mai mua cái khác sao được. Ba, ba mua cho con đi mà. Con thấy kìa, hôm nay củi bán còn ế, ba lo được tiền ăn học của con là may mắn lắm rồi. Con phải chịu khó. Ôi, ba mẹ không có thương con. Chiều nó quá không ổn, có lẽ đã đến lúc dạy cho nó biết chịu khó, chịu khổ, biết nghĩ đến người khác rồi đây. Con sang nhà bạn Tèo chơi nha. Con trai, hôm nay ba hơi mệt, con phải đi vào rừng kiếm củi cùng ba rồi. Cái gì? Con đi kiếm củi hả ba? Đúng vậy. Ờ, nhưng bình thường ba vẫn bảo con cần tập trung học hành mà. Con... Thì vẫn là như thế, nhưng con cũng nên tranh thủ thời gian giúp đỡ gia đình chứ. Cái gì cũng có khó khăn lúc đầu, con sẽ làm được thôi. Dạ. Ôi, con mệt quá. Không ngờ việc này không đơn giản như con tưởng. Con mới gom được một bó củi mà đã mệt à con trai. Nào, lại đây ba dạy cho con bổ củi. Ui da. Cầm chặt cán rìu, nếu không con sẽ bị đau tay đấy. Ba ơi, con không thể bổ củi được đâu. Mấy thân củi mục, sao ba không vác luôn xuống chợ mà bán? Bổ ra làm gì? Để thế thì ai mua hả con? Mình phải bổ ra, khách mua về chỉ đốt thôi. Ôi! Ba ơi, con mệt quá. Chắc con không làm được việc nặng thế này đâu. Từ mai con sẽ ở nhà, con sẽ phụ giúp cho mẹ. Nóng quá đi. Tí à, ra giúp mẹ phơi quần áo. Còn nồi canh đang sôi trên bếp nữa đó con à. Nắng quá mẹ ơi, một lát con phơi. Bây giờ không phơi thì hết mất nắng. Thế vào bếp trông cho mẹ nồi canh, để đấy mẹ phơi cho. Con biết rồi. Sao thế con? Sao thế? Có chuyện gì vậy? Nóng quá, nóng quá. Thôi được rồi, để đấy cho mẹ. Mình thật là vô dụng, học không tới nơi, lại chẳng giúp đỡ ba mẹ được việc gì hết. Mình đem túi cơm này đi, kẻo về muộn lại đói. Cảm ơn mình, tôi đi nhé. Ba ơi, ba cho con đi cùng ba nha. Con phụ giúp ba bán củi ngoài chợ. Con xin đi cùng ba ư? Dạ vâng, ba ơi, từ nay con sẽ không đòi ba mẹ mua quần áo mới nữa. Hết giờ học, con cũng không đi chơi nữa. Con ở nhà phụ giúp mẹ, giúp ba. Con đã hiểu được nỗi vất vả của ba mẹ rồi đúng không? Từ giờ, chơi bời ít hơn một chút, chăm chỉ học hành hơn một chút là ba mẹ vui rồi, nghe con. Dạ, vâng ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!